Quý vị đang đến với bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ với các nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Israel khẳng định vẫn tấn công Rafah bất chấp đàm phán ngừng bắn đang tiếp diễn. Số lượng nhà khoa học thiệt mạng ở dải Gaza ngày càng tăng. Tòa án Liên Hiệp Quốc tổ chức điều trần về tính hợp pháp của việc Israel chiếm đóng các vùng đất Palestine tuyên bố chủ quyền. Tổng thống Nga Putin chúc mừng quân đội thành công chiếm đóng Avdiivka. Nhà máy sản xuất vũ khí của Nga chìm trong biển lửa sau vụ nổ lớn. G7 nhất trí tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Trung Quốc cảnh báo việc tách khỏi Bắc Kinh là sai lầm lịch sử. Hoàng tử William và vua Charles hội đàm bí mật sau khi hoàng tử Harry xác nhận trở lại Vương quốc Anh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết sẽ tiếp tục tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, bất chấp kế hoạch này vấp phải sự phản đối của các nhà lãnh đạo thế giới, và ông không chấp nhận những yêu cầu ngừng bắn ảo tưởng từ Hamas. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục ở Cairo với các quan chức cấp cao của Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar trong nỗ lực tạm dừng giao tranh ở Gaza. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, tình hình trong vài ngày qua không thực sự hứa hẹn lắm, nhưng như tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ luôn lạc quan và sẽ luôn nỗ lực. Cuộc thỏa thuận đang được thực hiện ở quy mô lớn hơn. Ông Netanyahu tuyên bố đã cử các nhà đàm phán đến nói chuyện với Hamas theo yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tuy nhiên, ông nói rằng họ đã không quay lại để thảo luận thêm do những yêu cầu ảo tưởng từ Hamas. Nhóm chiến binh này đã đưa ra một loạt các yêu cầu, bao gồm trao đổi con tin với các tù nhân Palestine, rút toàn bộ lực lượng của Israel khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh sau 135 ngày, được chia thành 3 giai đoạn. Theo thông tin từ CNN, một bác sĩ thuộc bệnh viện Al-Aqsa ở Gaza hôm 17 tháng 2 cho biết ít nhất 44 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do các cuộc không kích của Israel vào nhiều khu vực lân cận ở Deir al-Bala, trung tâm Gaza. Các bác sĩ từ bệnh viện Al-Aqsa và Al-Auda trước đó nói rằng ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công một loạt các trung tâm chỉ huy của Hamas ở trung tâm Gaza vào hôm 17 tháng 2. Quân đội Israel cho biết máy bay phản lực của họ đã tấn công các mục tiêu của Hamas ở khu vực Nuseirat và Deir al-Bala. Cùng ngày 17 tháng 2, Israel cũng đã tiến hành hai cuộc không kích vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza, khiến ít nhất 13 người Palestine thiệt mạng. Thông tin được tiến sĩ Marwan al-Homs, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chính phủ Abu Yusuf al-Najjar báo cáo. Theo ông al-Homs, cuộc không kích đầu tiên đánh vào một địa điểm ở phía bắc Rafah, khiến 6 thành viên của một gia đình, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một khu vực trống trải, nơi người dân sơ tán đang tìm nơi ẩn náu và đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người. Israel tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào Hamas ở Rafah. Hôm 17 tháng 2, điều phối viên của Israel nói rằng quân đội của họ đang làm mọi thứ có thể để tránh xảy ra thiệt hại. The Times of Israel đưa tin Bộ Ngoại giao nước này vừa đưa ra tuyên bố chỉ trích Nam Phi sau khi Tòa án Công lý Quốc tế bác bỏ yêu cầu của Israel về việc ra lệnh cho nước này hạn chế các hoạt động quân sự ở Rafah. Đề cập đến cáo buộc diệt chủng của Nam Phi, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nỗ lực thất bại của Nam Phi trong việc làm suy yếu quyền tự vệ của Israel và công dân trước tổ chức khủng bố Hamas là bằng chứng cho thấy những tuyên bố của Nam Phi là vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Israel tiếp tục cáo buộc Nam Phi đóng vai trò là cánh tay hợp pháp của Hamas và làm việc để thúc đẩy lợi ích của tổ chức này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết thêm, Israel đang hành động và sẽ tiếp tục hành động dựa trên quyền bảo vệ công dân của mình và giải cứu con tin, đồng thời vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển viện trợ nhân đạo và thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn tổn hại cho thường dân không liên quan đến cuộc chiến. Sau hơn 130 ngày chiến tranh ở Gaza, nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục ở vùng đất này đã biến thành đống đổ nát. Ít nhất 28.700 người Palestine thiệt mạng từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 7 tháng 10 năm 2023, cùng với 70% tòa nhà bị hư hại. Theo Middle East Eye, Palestine là một trong những quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao nhất thế giới, nhưng cuộc chiến ở Gaza đã tàn phá nặng nề ngành giáo dục, khiến hàng ngàn học sinh và giảng viên thiệt mạng, hàng trăm ngàn học sinh khác tạm dừng đến trường. Theo tổ chức Euromed Monitor, đến nay ít nhất 94 giáo sư đại học,
đã về thế giới bên kia, cùng với hàng trăm giáo viên tại các trường phổ thông lẫn đại học rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngoài ra, một số lượng chưa xác định các nhà khoa học và trí thức khác được cho là cũng qua đời vì bom đạn. Thông báo của Euromed Monitor có đoạn: các học giả thiệt mạng đang nghiên cứu trong đa dạng lĩnh vực, những công trình của họ đóng vai trò quan trọng tại nhiều trường đại học ở Gaza. Cũng theo tổ chức này, một số nhà khoa học nổi tiếng thiệt mạng, ví dụ giáo sư Adham Hazuna từ Đại học Al-Aqsa, cũng là một nhà báo độc lập. Ông thiệt mạng vì bị oanh kích vào ngày 1 tháng 12, 2023. Thứ hai là giáo sư Jinhat Al-Masri từ Đại học Mở Al-Quds ở thành phố Khan Yunis. Ông thiệt mạng sau khi bị thương vì pháo kích ngày 17 tháng 10, 2023. Thứ ba là giáo sư Tariq Thabet từ Đại học Michigan của Hoa Kỳ. Ông thiệt mạng vào tháng 11, 2023 ở dải Gaza khi đang tham dự một chương trình trao đổi học thuật. Ngoài ra, còn rất nhiều các nhà khoa học tên tuổi khác cũng đã thiệt mạng. Tòa án cấp cao Liên Hiệp Quốc ngày mai thứ Hai 19 tháng 2 sẽ mở các phiên điều trần về tính hợp pháp của việc Israel chiếm đóng các vùng đất của Palestine suốt 57 năm Palestine mong muốn thành lập một nhà nước độc lập. Tổng cộng 15 thẩm phán quốc tế sẽ trở lại làm việc giữa cuộc xung đột Israel-Palestine tiếp tục kéo dài hàng thập kỷ. Phiên điều trần kéo dài 6 ngày được lên kế hoạch tại Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó có số lượng quốc gia nhiều chưa từng có sẽ tham gia khi Israel tiếp tục cuộc tấn công tàn khốc vào Gaza. Mặc dù vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas, nhưng thay vào đó, các phiên điều trần lại tập trung vào sự chiếm đóng không giới hạn của Israel ở bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem. Nhóm pháp lý của Palestine trước đó nói với các phóng viên rằng, các đại diện của Palestine sẽ lập luận rằng việc Israel chiếm đóng là bất hợp pháp vì nó vi phạm ba nguyên lý cốt lõi của luật pháp quốc tế. Thứ nhất, Israel đã vi phạm lệnh cấm xâm chiếm lãnh thổ bằng cách sáp nhập những vùng đất rộng lớn bị chiếm đóng. Thứ hai, họ đã vi phạm quyền tự quyết của người Palestine. Và thứ ba, họ đã áp đặt một hệ thống và chế độ phân biệt chủng tộc. Omar Awadalla, người đứng đầu bộ phận các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, ý kiến tư vấn của tòa án sẽ cung cấp cho chúng tôi nhiều công cụ luật pháp quốc tế để đối đầu với những hành vi chiếm đóng bất hợp pháp. Các chuyên gia cho rằng quyết định này dù không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có thể tác động sâu sắc đến luật pháp quốc tế, viện trợ quốc tế cho Israel và những lời bàn tán từ dư luận. Yuval Shani, giáo sư luật tại Đại học Do Thái, cho biết vụ án sẽ đưa ra trước tòa một loạt cáo buộc có thể sẽ gây khó chịu và xấu hổ cho Israel do chiến tranh và môi trường quốc tế vốn đã rất phân cực. Ông Shani cho biết Israel có thể sẽ biện minh cho việc chiếm đóng đang diễn ra vì lý do an ninh, đặc biệt là trong trường hợp không có thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, người Palestine và các nhóm nhân quyền hàng đầu nói rằng việc chiếm đóng vượt xa các biện pháp phòng thủ. Họ nói rằng nó đã biến thành một hệ thống phân biệt chủng tộc, được củng cố bằng việc xây dựng các khu định cư trên các vùng đất bị chiếm đóng, mang lại cho người Palestine địa vị hạng hai và được thiết kế để duy trì quyền bá chủ của người Do Thái từ sông Jordan tới Địa Trung Hải. Israel đã bác bỏ mọi cáo buộc về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Vụ kiện được đưa ra tòa sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch lớn vào tháng 12 năm 2022 để yêu cầu Tòa án Thế giới đưa ra ý kiến tư vấn, mặc dù không mang tính ràng buộc, về một trong những tranh chấp gai góc và kéo dài nhất thế giới. Trong một tuyên bố bằng văn bản trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan gọi biện pháp này là thái quá. Liên Hiệp Quốc đã bị phá sản về mặt đạo đức và bị chính trị hóa, và bất kỳ quyết định tiềm tàng nào từ tòa án là hoàn toàn bất hợp pháp. Israel đã chiếm được bờ Tây, Đông Jerusalem và dải Gaza trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Người Palestine mong muốn thành lập một nhà nước độc lập ở cả ba khu vực này. Israel coi bờ Tây là lãnh thổ tranh chấp, tương lai của khu vực này phải được quyết định thông qua đàm phán. Theo nhóm giám sát Peace Now, Israel đã xây dựng 146 khu định cư, là nơi sinh sống của hơn 500.000 người Do Thái. Dân số định cư ở bờ Tây đã tăng hơn 15% trong 5 năm qua. Israel cũng đã sáp nhập Đông Jerusalem và coi toàn bộ thành phố này là thủ đô của mình. Thêm 200.000 người Israel đang sống trong các khu định cư được xây dựng ở phía Đông Jerusalem. Cư dân Palestine ở thành phố này phải đối mặt với sự phân biệt đối xử có hệ thống, gây khó khăn cho họ trong việc xây dựng những ngôi nhà mới hoặc mở rộng những ngôi nhà hiện có. Cộng đồng quốc tế phần lớn coi các khu định cư này là bất hợp pháp và việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem, nơi có các thánh địa nhạy cảm nhất của thành phố, không được quốc tế công nhận. Năm 2004, tòa án tuyên bố rằng hàng rào ngăn cách mà Israel xây dựng qua phía Đông Jerusalem và các khu vực của bờ Tây là trái với luật pháp quốc tế.
Tòa án cũng kêu gọi Israel ngừng xây dựng ngay lập tức. Israel đã phớt lờ phán quyết này. Chuyển sang các tin tức cập nhật về giao tranh ở Đông Âu. Sau khi nhận được tin quân đội Nga đã thành công chiếm đóng thành phố Avdiivka của Ukraine từ chính Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã gửi lời chúc mừng đến các đơn vị quân đội và chỉ huy của họ. Thông cáo có viết, người đứng đầu nhà nước đã chúc mừng thành công này của binh lính Nga. Đây là một chiến thắng quan trọng. Báo Nga dẫn bức điện ông Putin gửi cho Thượng tướng Andrei Morichev, chỉ huy nhóm lực lượng trung tâm ở Ukraine, nội dung như sau. Đối với hoạt động quân sự xuất sắc lần này, tôi bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả quân đội dưới sự chỉ đạo của tướng Morichev, những người đã tham gia trận chiến vì Avdiivka. Các lực lượng Nga đã tham gia vào các cuộc tấn công kéo dài vào Avdiivka kể từ giữa tháng 10. Thành phố này đã bị các nhóm thân Nga nắm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014 khi họ chiếm được phần lớn miền đông Ukraine, nhưng sau đó bị quân Ukraine chiếm lại. Việc chiếm được thành phố này có thể sẽ mang lại động lực tinh thần cho Nga trước nỗ lực tái tranh cử của ông Putin vào tháng tới. Đây cũng được coi là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự kiểm soát của Moscow đối với trung tâm khu vực Donetsk cách khoảng 20 km về phía đông, do các lực lượng Nga và thân Nga nắm giữ kể từ năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật 18 tháng 2 cho biết lực lượng Ukraine đã rời Avdiivka và cố thủ tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka gần đó, sau khi các đơn vị Nga giành toàn quyền kiểm soát thị trấn này ở vùng Donetsk của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong một video đăng trên Telegram rằng Nga đang thực hiện các biện pháp để quét sạch hoàn toàn thành phố và ngăn các đơn vị Ukraine tiến công. Họ đã rời khỏi thành phố và đang cố thủ tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. Việc rút quân diễn ra sau khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực này trong những tuần gần đây bằng các cuộc không kích và pháo binh, đồng thời tung ra làn sóng xe bọc thép và binh lính. Chỉ huy lực lượng miền Nam Ukraine Oleksandr Tarnavsky cho biết việc rút quân là giải pháp đúng đắn duy nhất, đồng thời nói thêm rằng một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt trong quá trình rút quân. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị Ukraine vẫn đang cố thủ tại nhà máy than cốc của thị trấn, nhưng bước tiến vào Avdiivka là bước tiến lớn nhất của Moscow kể từ khi giành kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Ở một diễn biến khác, một phần thị trấn Izhevska nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã chìm trong biển lửa sau khi một vụ nổ lớn nhấn chìm nhà máy sản xuất máy bay không người lái thuộc sở hữu của tập đoàn vũ khí Kalashnikov. Vụ nổ cực mạnh đã xé toạc một tòa nhà ở Nga chỉ sau một đêm, phá hủy một nhà máy được cho là sản xuất máy bay không người lái Granat 4. Khói lửa mịt mù đã nhấn chìm đường chân trời của thành phố Izhevska vào ngày 17 tháng 2 khi lính cứu hỏa cố gắng chống lại ngọn lửa khổng lồ. Không rõ nguyên nhân vụ cháy này có phải là do cố ý hay không, nhưng bất kỳ sự mất mát nào về sản xuất đều có thể cản trở nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy lợi thế từ thời tiết ấm áp trái mùa trên chiến trường Ukraine vào thời điểm hiện tại. Theo báo cáo, công ty nghiên cứu và sản xuất hệ thống không người lái Izhevska đã giành được hợp đồng sản xuất máy bay không người lái vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt đã khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ trong những tháng gần đây. Một số máy bay không người lái đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ. Thành phố Izhevska nổi tiếng ở Nga về sản xuất vũ khí, nổi bật nhất là khẩu súng trường Kalashnikov vẫn được quân đội và các nhóm vũ trang trên thế giới sử dụng rộng rãi. Liên quan tới cái chết của lãnh đạo đối lập Nga, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejon mới đây viết trên Twitter với nội dung rằng Alexei Navalny đã trả giá mạng sống của mình để đi tìm tự do và chống lại sự chuyên chế. Tôi xin thành thật gửi lời chia buồn tới gia đình ông ấy cũng như người dân Nga. Ông Navalny qua đời vào hôm 16 tháng 2 tại khu nhà tù ở Bắc Cực, nơi chính trị gia này thụ án 19 năm. Theo thông cáo của nhà tù, ông Navalny bất tỉnh khi đi dạo. Các bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Ông Navalny, 47 tuổi, là lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga hiện nay. Ông giành được sự ủng hộ nhiều từ công chúng khi thường xuyên chỉ trích nạn tham nhũng ở xứ Bạch Dương. Ông bị bỏ tù vào đầu năm 2021 sau khi trở về từ Đức. Trước đó, ông bị đầu độc suýt thiệt mạng bằng Novichok, một chất tác động đến thần kinh phổ biến thời Liên Xô. Trong một loạt các vụ xét xử về tội trốn thuế, ông bị kết án 19 năm. Các nhóm xã hội dân sự cùng nhiều chính phủ phương Tây đã chỉ trích bản án trên, cho rằng có lý do chính trị. Cuối năm ngoái, ông Navalny được chuyển đến một nhà tù xa xôi gần Bắc Cực thuộc vùng Yamalo-Nenets ở Siberia.
Theo Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejon, ông Navalny là tấm gương sáng, người đấu tranh không biết mệt mỏi cho công lý và những điều bản thân tin tưởng là đúng đắn. Ông Navalny có vị trí xứng đáng trong lịch sử nước Nga và chắc chắn sẽ được nhớ tới trong thời gian rất dài. Các ngoại trưởng thuộc nhóm G7 vào hôm 17 tháng 2 đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine trước lễ kỷ niệm tròn 2 năm ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Theo báo cáo của Reuters, các bộ trưởng đã dành một phút mặc niệm khi bắt đầu cuộc họp ở Munich, Đức để tưởng nhớ ông Alexei Navalny, một nhà hoạt động đối lập người Nga và là nhà phê bình nổi tiếng đối với Tổng thống Vladimir Putin, người đã qua đời vào hôm thứ Sáu tại một nhà tù ở vùng Bắc Cực. Theo một tuyên bố sau cuộc họp, trong khi tái khẳng định quyết tâm kiên định trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, G7 cũng yêu cầu chính quyền Nga làm rõ về trường hợp cái chết của ông Navalny. Ý là chủ tịch G7 năm nay, bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Các bộ trưởng cũng lên án việc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga và bày tỏ lo ngại rằng Moscow có thể cung cấp công nghệ hạt nhân và tên lửa cho Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng tham dự cuộc họp G7 được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich. Về cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas, tuyên bố của Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết G7 bày tỏ quan ngại về những hậu quả tàn khốc của Israel đe dọa tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah, nơi có 1,5 triệu dân thường đang trú ẩn. G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột này, đồng thời cho biết thêm cần phải nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước để thành lập một nhà nước Palestine độc lập cùng với Israel nhằm giải quyết cuộc xung đột lâu dài. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 17 tháng 2 cho biết Đức có thể cần phải chi hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đối phó với Nga trong những năm tới. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Ông Pistorius phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Tôi tự hào nói rằng năm nay chúng tôi sẽ chi hơn 2% GDP cho quốc phòng. Nhìn vào thực tế, tôi cũng nhận thấy rằng mức này có thể không đủ trong những năm tới. Ông nói tiếp, đối với tôi, răn đe phải có ít nhất 3 chiều. Đầu tiên và quan trọng nhất là tiền. Chúng ta cần các nguồn lực để đầu tư vào việc răn đe. Chúng tôi không muốn vũ khí sản xuất ở Đức rơi vào tay kẻ xấu. Đây là điều rất rõ ràng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể mong đợi các quốc gia ở phía Nam bán cầu sẽ tự bảo vệ được mình, cũng như trật tự quốc tế, nếu chúng ta từ chối cung cấp cho họ những thiết bị mà họ cần. Nếu chúng ta từ chối hợp tác với một số quốc gia châu Phi vì họ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hay giá trị của chúng ta, thì Nga sẽ can thiệp. Bộ Quốc phòng Đức cho biết hồi đầu tuần này rằng Đức đã đạt được mục tiêu 2% của Liên minh NATO lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Bình luận của ông Pistorius được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm 16 tháng 2 cho biết việc duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP sẽ là một thách thức đối với Đức. Chuẩn đô đốc Oliver Burdan, tư lệnh Hải quân Na Uy, mới đây nói với báo chí rằng các tàu ngầm thế hệ mới của nước này đang phát triển là công cụ thay đổi cuộc chơi dưới đáy biển. Nó có khả năng tàng hình mạnh mẽ nên rất khó bị phát hiện. Các loại vũ khí sở hữu trên tàu cũng rất uy lực. Theo Nova News, tàu ngầm mới đang được đóng của Na Uy là loại tiếp 212CD. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa nước này với Đức. Khi hoàn thành sẽ cung cấp cho hải quân hai nước. Tàu sử dụng công nghệ đẩy không khí độc lập AIP và pin nhiên liệu hydro giúp tăng đáng kể thời gian lặn dưới đáy biển. Thậm chí tàu có thể hoạt động nhiều tuần mà không cần ngoi lên mặt nước. Ngoài ra, quá trình di chuyển của tàu cũng phát ra âm thanh ở dạng tối thiểu, nên các thiết bị dò tìm bằng âm thanh cũng sẽ khó nhận biết. Theo chuẩn đô đốc Burdan, đây là tàu ngầm rất khó bị nhìn thấy hay theo dõi. Na Uy hiện có 6 tàu ngầm diesel điện lớp ULA 210. Tuy nhiên, 2 chiếc sắp bị loại khỏi biên chế, 4 chiếc còn lại sẽ được nâng cấp và kéo dài thời gian hoạt động. Quốc hội Na Uy phê duyệt chương trình hợp tác TIP 212CD năm 2017. Các tàu ngầm được đóng tại nhà máy TKMS ở thành phố Kiel của Đức. Những chiếc đầu tiên dự kiến sẽ giao hàng vào năm 2029. Trước mắt, Na Uy đặt hàng 4 chiếc, con số có thể tăng lên 6 trong thời gian tới. Điều này giúp tăng gấp đôi số lượng tàu ngầm mà Na Uy hiện có và củng cố mạnh mẽ khả năng bao quát các vùng biển của lực lượng hải quân. Đây là điều cực kỳ cần thiết vì Na Uy có vùng biển dài và rộng, tiếp giáp từ Bắc Đại Tây Dương đến Bắc Băng Dương. Trong tương lai, ngoài những tàu ngầm hiện đại đang phát triển, Hải quân Na Uy còn nghiên cứu các tàu ngầm nhỏ gọn, cơ động và không có người lái. Chúng được cho là phương tiện chiến đấu quan trọng trong tương lai. Không chỉ Na Uy, nhiều cường quốc khác cũng đang phát triển tàu ngầm không người lái chuyên dùng cho mục đích theo dõi và tấn công.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị hôm 17 tháng 2 vừa qua đã cảnh báo phương Tây rằng họ sẽ phạm sai lầm lịch sử nếu tìm cách tách khỏi Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương nói, bất kỳ ai cố gắng phi hán hóa dưới danh nghĩa giảm rủi ro đều sẽ mắc phải sai lầm lịch sử. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm qua. Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại hội nghị hôm 16 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng việc giảm rủi ro bằng cách tiến hành chính sách phi Trung Quốc và tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc sẽ chỉ phản tác dụng đối với chính nước Mỹ. Ủy ban châu Âu vào tháng trước đã đặt ra kế hoạch tăng cường an ninh kinh tế của Liên minh châu Âu thông qua việc giám sát chặt chẽ hơn các khoản đầu tư nước ngoài và kiểm soát đối với xuất khẩu, cũng như dòng chảy công nghệ sang các đối thủ như Trung Quốc. Điều này làm dấy lên mối lo ngại từ Bắc Kinh. Các kế hoạch của EU nhấn mạnh vào việc giảm rủi ro và giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Bên cạnh việc tách rời, ông Vương cũng đã nhấn mạnh đến vấn đề đảo Đài Loan. Ông nói, ai đang phản đối việc thống nhất hai bờ eo biển và đang muốn theo đuổi độc lập? Không phải chúng tôi, mà là đảng cầm quyền của đảo Đài Loan, đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Nếu chúng ta muốn duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, thì cần phải kiên quyết phản đối việc Đài Loan độc lập, bởi vì sự độc lập của Đài Loan không có nghĩa rằng hai bờ eo biển sẽ có được hòa bình. Về tình hình xung đột Trung Đông, ông Vương khẳng định cuộc khủng hoảng Biển Đỏ cần phải giải quyết tận gốc rễ. Nguyên nhân sâu xa là cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng. Thứ nhất là ngay lập tức ngừng bắn và chấm dứt giao tranh. Thứ hai, chúng ta cần mở rộng khả năng hỗ trợ viện trợ nhân đạo. Thứ ba, chúng ta nên triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để khôi phục giải pháp hai nhà nước. Chúng ta không thể để thảm họa nhân đạo này tiếp diễn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã kích thẩm phán New York Arthur Engoron sau khi ông Engoron đưa ra phán quyết phạt ông Trump 354,9 triệu đô la vì kê khống giá trị tài sản ròng để lừa gạt người cho vay. Đồng thời, ông cũng nói với hàng ngàn người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Michigan rằng quyết định của ông Engoron là một thủ đoạn can thiệp bầu cử. Ông Trump khẳng định rằng quyết định của thẩm phán Engoron nằm trong âm mưu của phe cánh tả nhằm ngăn cản ông trở thành tổng thống. Tại cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông nói, những hành vi lạm dụng quyền lực ghê tởm này không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào tôi, mà còn là cuộc tấn công nhằm vào tất cả người Mỹ. Trong phán quyết của mình, thẩm phán Engoron viết rằng, ông Trump và các bị cáo khác trong vụ án đã không thừa nhận sai lầm của mình. Vụ kiện này do Tổng trưởng lý New York Letitia James đưa ra, cáo buộc ông Trump và các doanh nghiệp gia đình của ông phóng đại giá trị tài sản ròng lên tới 3,6 tỷ đô la mỗi năm trong suốt một thập kỷ để đánh lừa các chủ ngân hàng, đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông Trump. Ông gọi vụ kiện của bà James, một đảng viên đảng Dân Chủ, là trả thù chính trị. Ông Trump cũng đang phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự cấp tiểu bang và liên bang, trong đó có một phiên tòa dự kiến bắt đầu ở New York vào ngày 25 tháng 3. Về cáo buộc trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm, điều đó có nghĩa là ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải hầu tòa do bị cáo buộc hình sự. Hoàng tử William và cha mình là vua Charles đã có cuộc hội đàm bí mật tại Sandringham khi hoàng tử Harry xác nhận sẽ trở lại Vương quốc Anh để thực hiện công vụ vào Chủ nhật tuần này tại buổi lễ BAFTA. Theo trang tin Mirror, có khả năng William sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ của nhà vua sau khi quốc vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Công tước xứ Wales là chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh BAFTA. William sẽ tham gia lễ trao giải trước khi gặp những người chiến thắng các hạng mục và người được đề cử giải thưởng ngôi sao đang lên. Công tước xứ Sussex Harry đã bay tới Vương quốc Anh vào tuần trước và có cuộc gặp kéo dài 45 phút với nhà vua về bệnh tình của cha mình. Nhà vua và con trai út của ông được cho là đã chia sẻ nhiều cuộc trao đổi thân tình kể từ khi quốc vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Harry từng nói với bạn bè rằng anh sẵn sàng đảm nhận vai trò tạm thời trong hoàng gia để giúp đỡ cha mình trước khi ông bình phục sức khỏe. Chương trình cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.